Rồi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Hi Tech Channel nha. Thì trong video clip này á, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sao á để mà thay đổi cái nhạc chuông trên điện thoại Xiaomi nha. Con này là Redmi Note 8 nè. Đó, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt nhạc chuông cho nó nha. Thì đầu tiên á, trên điện thoại của mình á, các bạn vào mục cài đặt nè. Rồi, để thay đổi cái mục nhạc chuông á thì các bạn vào mục âm thanh và rung nha. Ở đây nó sẽ bao gồm á có là một nhạc chuông nè, một âm báo thức nè, sự kiện và thông báo âm thanh tự nhiên. Thì mình chỉ cần chọn vào một nhạc chuông nha các bạn. Ở đây là âm thanh mặc định của Mi nè. Thì mình mở cái âm thanh lên cho các bạn nghe nha. Mình đang để chế độ. Đó. Thì mình sẽ chọn cái âm thanh mặc định của thằng Xiaomi nha các bạn. Đó. Bây giờ mình sẽ test cho các bạn coi là sau khi thay đổi á thì nó sẽ như thế nào nha. Mình sẽ lấy một chiếc điện thoại khác gọi vào số này. Coi nó có đúng như là cái âm thanh mà mình đã thay đổi hay không nha. Rồi, các bạn thấy không? Quá đơn giản để mà việc mà thay đổi cái nhạc chuông cho điện thoại Xiaomi nha. Thì bạn nào á mà muốn thay đổi thì tùy vô mấy bạn á là thích bài nhạc nào á thì mình chọn cái bài nhạc đó nha. Đó, có một sự kiện này, đấy, rất là nhiều âm thanh. Rất là nhiều âm thanh nhé. Không phải là nhất thiết một âm thanh đâu nha. Đó, chúng ta có rất là nhiều nhạc chuông nè. Pha lê, bong bóng, tiếng sáo, tiếng quạnh ương. Đó, bạn nào thích chọn cái nào thì mình chọn âm thanh đó nha các bạn. Rồi. Rồi, cảm ơn các bạn đã coi video này, clip này của mình nha. Nhớ bình luận, like và chia sẻ clip này để mọi người đều biết đến là cái cách làm nha. Tại vì bạn biết nhưng mà chưa chắc người khác đã biết. Nên bạn nào biết rồi thì không cần coi, còn bạn nào chưa biết á thì cứ coi và biết cách làm. Rồi, cảm ơn các bạn.